Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình là Quân. Ngày hôm nay mình sẽ ra một bộ series, đó là hướng dẫn các bạn ráp cánh bằng FPV. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là ráp full bộ kit Atom RC. Và tên kit này đó là Dolphin các bạn nhé. Và cái cấu hình của mình muốn đưa ra cho các bạn chơi FPV lần này đó là bay tốc độ các bạn nhé. Trước khi bắt tay vào làm thì mình sẽ chia bộ series clip này ra làm 4 phần các bạn nhé. Thì phần đầu tiên của chúng ta đó là chuẩn bị và ráp cơ khí cho cái kit Atom này. Phần 2 đó là mình sẽ lắp ráp tất cả các đồ điện vào bên trong kit. Phần 3 đó là hướng dẫn các bạn setup trên phần mềm Inave và Inave hiện tại bản 4.0 các bạn nhé. Và phần 4 đó là test và bay thực tế cảm nhận cái kit này nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với phần đầu tiên, đó là phần chuẩn bị và ráp cơ khí. Thì như ở đây mình sẽ đưa ra cái cấu hình đó là bay FPV 6S tốc độ các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị những thứ như sau. Đầu tiên là cái bộ kit của chúng ta thì không thể thiếu rồi đúng không ạ? Đấy. Thì món đầu tiên mình muốn nói đến đó là bộ sóng TX-RX. Thì trong clip lần này mình sẽ sử dụng đó là bộ Beta FPV sóng XFET-NR các bạn nhé. Ở đây, đây mình sẽ sử dụng luôn, test luôn đó là con RX chế, RX Deep các bạn nhé. Đấy, có gọi là RX chế cũng được. Đấy, không thể thiếu đó là một cái màn FPV. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến đó là động cơ nhá. Động cơ ở đây thì mình đang sử dụng đó là động cơ T-Motor. Và động cơ này là F80 Pro 1900kV. Chúng ta sẽ sử dụng cánh 6 bay bạo lực EEC thì mình đang sử dụng đó là EEC 50A nhé. Thì nếu mà các bạn sử dụng để mà bay long range thì mình khuyên các bạn là sẽ sử dụng con EEC, nó sẽ có cái bộ tản nhiệt nó tốt hơn. Ví dụ ở đây nhé, mình sẽ có con EEC 60A Hobbing. Đấy, con này thì rất tốt cho bay long range. Nhưng mà thôi, mình build ở cái gọi là cấu hình bay tốc độ thì thời gian bay nó rất là ngắn. Thành ra là cái con EEC 50A này đi với cái động cơ F80 này là cân tốt các bạn nhá. Đấy, thì cái EEC này nó không có bét. Thì mình sẽ phải cần thêm một cái bét dày cho con EEC này các bạn nhá. Tiếp theo đó là VTX. Mình đang sử dụng đó là VTX Etching 800mW kèm theo là anten nhá. Một camera FPV. Đấy, thấy chưa? Tiếp theo đó là một con GPS BL220. Các bạn có thể sử dụng con GPS khác như là BL880 hoặc là M80 Pro các bạn nhé. Đấy, tiếp theo đó là FC. Thì lần này mình sẽ sử dụng tiếp đó là con FC F4 V3 Pro các bạn nhé. Đấy, thì mình có con FC F405 Wing thì mình lại bị cho mượn mất rồi. Thế không sao, chúng ta sẽ sử dụng đó là con FC F4 V3 Pro này. Và mình sẽ đi 6S đấy các bạn nhé. Thì tiện thể mình test luôn xem con FC này là có chịu được 6S hay không, hay là cắm vào là chạy. Đấy, đây là cũng có một cái khá là hay đấy. Đấy nhà FC rồi nhá. Thì không thể thiếu đó là chúng ta cần chuẩn bị 2 servo 9g các bạn nhé. Ở đây thì mình đang có 2 con này và dây nối dài servo. Ngoài ra thì pin, pin mình sẽ sử dụng đó là pin Ovix 1300mAh 6S 120C các bạn nhé. Đấy, thì tùy vào kit, kit này nếu mà lúc mình ráp xong mà cân CG mà cõng được 2 pin 1300 mình cũng cõng luôn, không phải xoắn các bạn ạ. Đấy, bay cho lâu. Rồi, thì đây là toàn bộ cái bộ điện mà mình sẽ build đó là cho chúng ta sử dụng bay tốc độ. Đấy, thì nếu trong trường hợp mà chúng ta muốn bay long range thì mình chỉ xin ý các bạn là đổi một số cái thứ trong cái cấu hình của mình nhá. Đầu tiên là EEC. Đấy, EEC được chưa? Cái thứ hai đó là VTX. VTX thì chúng ta sẽ chọn những con VTX khủng hơn. Ví dụ như ở đây mình đang có một con VTX AKK 3000mW. Đấy, cho chúng ta bay đến 30 cây thoải mái luôn. Được chưa? Tuy nhiên thì cái vị trí mà lắp VTX ạ. Đấy, thì ở đây nhá. Đây các bạn nhìn một chút nhá. Nếu mà mình đi kit tốc độ ấy, thì mình sẽ để VTX ở trong thân luôn, không phải sợ gì cả. Và ở đây chỗ này nó không kèm. Nhưng đối với chúng ta bay long range thì chúng ta sẽ để cái VTX, các bạn để cho mình dùm như mình nhá, lên trên cái lắp thân này được chưa, giống hệt con Alwin. Đây
mình sẽ giới thiệu cho các bạn được Arduino của mình là VTX, mình kể trên trên cái lắp này nhá. Và mình đục luôn cho nó bốn cái lỗ bắt ốc ở đây. Đấy, thì dây chúng ta chỉ việc cắm xuống đây. Mình sẽ sâu nội thất, đúng không? Mình sẽ lối lên. Anten mình để luôn trên thân, trên cao nhất. Anten ngoại phải cao nhất máy bay thì chúng ta bay long range thì nó mới được xa nhất, được chưa? Rồi. Đấy, thì đấy là cái VTX nha. Còn ESC đấy, thì ESC mình nói rồi. Chọn những con ESC nó thật là tốt, chịu là thời gian làm việc cao. Ở đây mình đang có một con Hobin X-Raw 60A này. Đấy, nhưng mà tuy nhiên con này nó hơi to. Bởi vì cái kit này á, cái chỗ bắt, cái chỗ để ESC nó hơi bị bé một tí. Đấy, thấy chưa? Chỗ này nó không vừa thì chúng ta phải để ra đằng trước này. Đấy. Tuy nhiên thì mình thôi không cần đâu. Bản thân của mình đã sử dụng cái con ESC này bay 6S trên con Fan Z và mình đã thốc ga vài lần. Mình thấy là con ESC này cân được các bạn ạ. Rồi thì vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn, mình đã giới thiệu cho các bạn đó là cái bộ điện cũng như là cấu hình mình sử dụng cho cái kit Anton Dolphin này bay 6S. Thì bây giờ mình và các bạn sẽ đó là gắn keo hết tất các bộ phận chi tiết lên trên kit này các bạn nhé. Đấy, thì cái phụ kiện pad đi kèm nó khá nhiều và mình muốn là mình gắn luôn ở clip phần đầu này để phần thứ hai là chúng ta chỉ việc đó là đặt tất cả các bộ điện lên trên kit. Đấy, thì nó sẽ là kiểu chia sẻ chứ gọi là clip nó sẽ được dài hơn nhá. Rồi thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đó là thực hiện đó là dán kit này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục clip, đó là chúng ta sẽ ráp trước cơ khí của máy bay. Thì để chuẩn bị cho cái phần này ấy, thì mình đã đi tìm cái tờ manual các bạn ạ, tờ hướng dẫn lắp. Thì có một cái điểm trừ ở cái kit này, đó là cái manual không hề có nhắc tới những cái hướng dẫn mà để chúng ta lắp được các cái pad như này các bạn ạ. Và mình đã loay hoay gọi là ướm thử cũng phải tầm nửa tiếng mới gọi là tìm hết các chỗ các bạn bắt. Thì đây là cái điểm trừ của cái bộ kit này nhá các bạn nhá. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đó là mình đi thực hiện ráp nhá. Thì chúng ta sẽ cùng thực hiện đó là ráp từ cánh vào. Và chúng ta sẽ cùng sử dụng đó là keo. Thì ở đây mình sẽ, đây là cái bộ hộp keo này. Đấy, và chúng ta sẽ cần sử dụng thêm keo 502 trong trường hợp mà chúng ta muốn gắn chết cố định luôn. Kìm và dao cũng như là keo lết. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi từ bên hai bên hông cánh nhá. Sau đấy là mình sẽ thân sau. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mở các cái pad ra, khá nhiều pad các bạn ạ. Nhưng mà sẽ cùng xếp lại nhá. Pad ốc các thứ. Đấy. Đấy nha, thì mình sẽ để gọn gọn vào từng thứ một nhá. Đây, đấy, cái này bộ này đi với nhau này. Đây nhá, pad cánh này. Sẽ tạm vào đây để tránh bị lẫn nha các bạn nhá. Mình sẽ xếp theo từng bộ một để không bị nhầm lẫn. Đấy, được chưa ạ? Đây. Ốc này, ốc có 4 con. Thiếu một con rồi. Ốc 15 châm thì tạm thời mình sẽ để ở bên trong ở túi nhá. Đây chúng ta sẽ lôi pad ra. Cái pad này thì nó ở bộ FPV thì chúng ta cũng để sang một bên đã. Thế giờ cái bộ này cũng để sang một bên đã nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang cánh này. Đấy, thì ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn này. Ở đây nhá, nó sẽ có này. Nó sẽ có hai cái miếng gỗ đây, nó phải như này rồi các bạn ạ. Đấy, đúng chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đó là keo gắn vào nhá. Chúng ta vui là vừa đủ nhá các bạn nhá. Nó chưa khô ngay được cái kẻ cố định thì mình thường sẽ chơi kiểu này các bạn. Đấy, chấm một ít keo 52 là nó sẽ cố định. Đấy, không phải chấm cân nhau mà chúng ta chỉ cần chấm vừa đủ để cho cái keo 52 nó sẽ dính luôn cái miếng gỗ này, nó sẽ cố định luôn cái vào cái xốp này. Và sau khoảng một tiếng thì cái keo dán xốp này nó sẽ dính lại, lúc đấy là perfect luôn. Chuẩn luôn các bạn, không gì phải làm suy nghĩ. Đấy, đây là kinh nghiệm của mình nhá. Ok, xong một cái nhá. Đấy thì đây nhá, trên này nữa các bạn nhá. Trên này sẽ có một cái lỗ này. Đấy, đây là cái miếng trên này nhá. Các bạn chú ý là lắp nó khớp với nhau, không phải lúc mà chúng ta lắp vào thì nó sẽ khó.
Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong phần 1, đó là chuẩn bị và lắp ráp cơ khí. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên ủng hộ mình bằng một like và đăng ký kênh. Và cũng như nếu bạn nào có nhu cầu mua kit này thì mình sẽ để ở đường link dưới phần mô tả, các bạn mua ủng hộ shop các bạn nhé. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip.